Chào các bạn quay trở lại Xedoisong.vn. Như bạn đã biết thì MPV cỡ nhỏ đang là phân khúc sôi động nhất ở trên thị trường hiện tại. Với những thành công về doanh số của Mitsubishi Xpander hay là Toyota Veloz thì trong thời gian gần đây nhiều hãng xe đã tập trung hơn vào phân khúc này. Trong số đó thì Hyundai cũng không phải là ngoại lệ. Chiếc MPV đầu tiên của hãng xe Hàn Quốc được đưa về thị trường Việt Nam mới đây đó chính là chiếc Hyundai Stargazer. Vậy thì ở trên chiếc xe này có những gì nổi bật thì ngay hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với video ngày hôm nay. Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam thì ngoài Xpander hay là Veloz thì Hyundai Stargazer còn cạnh tranh với một số những đối thủ khác như là Suzuki Ertiga hay là người anh em Kia Caren vừa mới ra mắt vào hồi đầu tháng 11 vừa qua. Hiện tại thì Hyundai Stargazer sẽ được bán ra thị trường với 4 phiên bản có mức giá từ 575 đến 685 triệu đồng. Phiên bản đang đứng ngay cạnh bên mình đây là phiên bản cao cấp premium 7 chỗ ngồi và có mức giá là 675 triệu đồng. Thấp hơn 10 triệu đồng so với phiên bản cao cấp 6 chỗ ngồi. Nếu như các đối thủ trong cùng phân khúc thì đang có xu hướng SUV hóa với thiết kế vuông vắn và nhiều đường cắt xẻ thì Hyundai Stargazer lại là một chiếc xe có form dáng thuần MPV hơn. Điều này thì thể hiện ngay qua phần đầu xe, như các bạn có thể thấy thì phần kính chắn gió trước và mui xe được thiết kế liền mạch với cả phần nắp capo, tạo thành một đường cong kéo dài ra tới phần đuôi xe. Ngoài ra thì chiếc xe này có một thiết kế mình thấy là tương đối là khí động học. Ở trên xe thì hệ số cản gió theo như nhà sản xuất công bố thì là 0,32 CD, thấp nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Phía trước của Hyundai Stargazer còn có một số những điểm ấn tượng khác như là một dải LED định vị ban ngày trải dài theo phần chiều rộng của đầu xe. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cụm đèn chiếu sáng được tách biệt hoàn toàn nằm phía bên dưới. Ở trong cụm đèn chiếu sáng này thì sẽ có đèn pha sử dụng bóng LED, đèn xi nhan và sương mù sẽ sử dụng bóng halogen. Mặc dù là một phiên bản cao cấp nhưng mà trên Hyundai Stargazer sẽ không được trang bị bất kỳ một cảm biến nào ở phía trước đầu xe. Ok, không sao hết. Đây là một chiếc MPV có mức giá dưới 700 triệu thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều ở trên chiếc xe này. Tiếp tục ra tới phần thân thì chúng ta sẽ có những đường cắt xẻ mang một phong cách tương tự như trên một số mẫu xe của Hyundai trong thời gian gần đây. Bộ vành trang bị trên Hyundai Stargazer thì có kích thước là 16 inch. Kích thước này thì sẽ nhỏ hơn Kia Caren hoặc là Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên thì đối với cá nhân mình thì trên phiên bản cao cấp này thì la răng có thiết kế phay xước và hình bông hoa này để lại cho mình rất là nhiều ấn tượng. Cá nhân mình thì mình đánh giá bộ mâm này là rất là đẹp. Ở phía trước xe sử dụng phanh đĩa và phía sau thì xe sẽ sử dụng phanh tăng trống. Khoảng sáng gầm của Hyundai Stargazer là 185mm. Nếu mình nhớ không nhầm ở trong phân khúc này thì chiếc xe này có khoảng sáng gầm là thấp nhất. Cuối cùng ra tới phía sau thì phần đuôi của Hyundai Stargazer có một thiết kế tương đối là góc cạnh. Đối với cá nhân mình thì nó không được ăn nhập cho lắm so với cả phần đầu xe của phần bo tròn. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một dải đèn hậu LED thanh mảnh hình chữ H và có thiết kế na ná giống chiếc Hyundai Elantra 2022 mình từng có video. Tuy nhiên thì ở trên chiếc xe này thì đèn phanh, đèn lùi cũng như là xi nhan thì vẫn sử dụng bóng halogen. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có 3 cảm biến phía sau cho phiên bản cao cấp. Tiếp tục thì mình sẽ mở cốp lên cho các bạn xem về khoang hành lý phía sau của Hyundai Stargazer. Khi mà dựng hàng ghế thứ 3 ở trên Hyundai Stargazer này lên thì khoang chứa hành lý trên chiếc xe này tương đối là nhỏ, chỉ khoảng 200 lít. Tuy nhiên khi mà chúng ta hạ hàng ghế thứ 3 xuống thì dung tích cốp này sẽ được tăng lên là 585 lít, một con số cũng tương đối là thoải mái. Khi mà mình kéo cái phần hàng ghế thứ 3 này lên thì mình thấy rằng độ ngả ghế ở hàng ghế thứ 3 này tương đối ổn. Tí nữa chúng ta sẽ vào trải nghiệm bên trong xem ngồi cảm giác sẽ thế nào. Bước vào bên trong khoang nội thất của Hyundai Stargazer thì điểm làm mình ấn tượng đầu tiên ở trên chiếc xe này đó chính là hệ thống đèn nội thất ambient light rất hiện đại và sang trọng. Đây là một chi tiết mình cực kỳ là bất ngờ trên một mẫu MPV có mức giá dưới 700 triệu. Tuy nhiên thì trang bị này sẽ chỉ xuất hiện ở trên hai bản là bản cao cấp 6 chỗ và bản cao cấp 7 chỗ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một màn hình thông tin giải trí kích thước lớn 10,25 inch, có thể kết nối được Apple CarPlay và Android Auto, tính năng duy nhất ở trên mẫu xe trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam hiện tại. Thì viền xung quanh của chiếc Màn hình này thì mình thấy là một bảng táp lô có phần thiết kế mình đánh giá là chưa được ưng ý cho lắm. Nó có thiết kế tương đối thô và đối với cảm quan của mình thì nó trông rất là giống với một chiếc mở bia. Mình cũng không hiểu sao Hyundai lại thiết kế phần mặt táp lô này như vậy. Ngoài ra thì ẩn ở phía bên dưới của bảng táp lô thì chúng ta sẽ có một màn hình LCD. Màn hình này thì hiển thị được rất là nhiều thông tin ở trên xe. Lên tới phía trên vô lăng thì chúng ta sẽ có một vô lăng có thiết kế tương đối giống Elantra hay Creta. Vô lăng này cũng được bọc da. Bên này thì chúng ta sẽ có các nút điều chỉnh media. Còn bên này thì chúng ta sẽ có các phím chức năng như là hỗ trợ giữ làn hay là giữ ga tự động cruise control. Trên Hyundai Stargazer thì chỉ có hai phiên bản cao cấp 7 chỗ và 6 chỗ mới được trang bị gói an toàn Hyundai Smart Sense. Ngoài ra thì Hyundai Stargazer còn được định hướng là một chiếc MPV thực dụng nên ở trên chiếc xe này được bố trí rất nhiều khu vực để đồ. Ngay ở phía trước hàng ghế đầu tiên thì chúng ta sẽ có một hộc để đồ dài ở phía trước. Trên này thì chúng ta sẽ có thể để điện thoại. Và trên đây cũng có một ngăn để đồ. Trên này thì mình thấy cũng có thể để được điện thoại ở đây. Rất là tiện lợi. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một ngăn để đồ chính rất là rộng. Ra tới phía phần bảng điều khiển trung tâm thì trên Stargazer sẽ có hệ thống điều hòa tự động nhưng mà chỉ là một vùng. Cái phần thiết kế này thì rất là đơn giản. Xuống phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cổng sạc USB, một cổng sạc dạng tẩu thuốc và một ngăn sạc không dây ở đây. Ở khu vực cần số thì trên Hyundai Stargazer mặc dù là phiên bản cao cấp nhất nhưng xe sẽ không được trang bị phanh tay điện tử hay là Auto Hold mà sẽ chỉ được trang bị phanh tay cơ truyền thống. Tuy nhiên thì ở trên xe vẫn sẽ được trang bị nút tắt bật, kiểm soát độ bám đường và Drive Mode với 4 chế độ lái là Eco, Normal, Sport và Smart. Ở mỗi chế độ này thì màn hình sẽ chỉ thay đổi được màu sắc chứ không thay đổi giao diện, bởi màn hình LCD ở trên chiếc xe này không phải là màn hình Full TFT. Toàn bộ ghế trên phiên bản cao cấp của Hyundai Stargazer sẽ đều là ghế da đục lỗ, tuy nhiên thì chúng ta sẽ không có làm mát ghế hay là sưởi ghế ở trên chiếc xe này. Trên Hyundai Stargazer sẽ được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí cho phiên bản cao cấp và hệ thống âm thanh sẽ sử dụng của Bose với 8 loa. Xuống dưới hàng ghế thứ hai thì sẽ có một không gian vô cùng là thoải mái. Khoảng trống ở phía trước đầu gối của mình cũng như là khoảng trống ở phía trên trần rộng, phải nói là mênh mông đấy. Ngoài ra thì ở hàng ghế thứ hai này chúng ta có thể điều chỉnh lên xuống được một cách rất là dễ dàng. Độ ngả ghế ở hàng ghế thứ hai này thì theo như mình thấy thì độ ngả ghế cũng rất là thoải mái và nó đối với cá nhân mình thì nó sẽ ổn nếu mà chúng ta di chuyển đường dài. Ở vị trí của người ngồi sau thì chúng ta có thể kéo cái này xuống và biến thành một cái phần bệ tì tay trung tâm. Tuy nhiên thì ở trên này thì chúng ta sẽ không có khay để cốc. Mặc dù vậy thì ở xung quanh vị trí ngồi ở trên Hyundai Stargazer thì sẽ được bố trí rất là nhiều khu vực để đồ như ở đây và ở đây. Ở phía trước của người ngồi thì chúng ta sẽ có hai cổng sạc USB, một khay để đồ. Phía trên này thì chúng ta sẽ có 4 cửa gió điều hòa cho hai hàng ghế sau. Ra tới vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái bàn ăn thiết kế gập rất là gọn gàng. Theo như mình nhìn thấy thì mức chịu tải tối đa ở chiếc bàn này là 3,5 kg. Trên này thì chúng ta sẽ có thể để đồ ăn này, chai nước hoặc là một chiếc iPad để làm việc cũng như xem giải trí trong quá trình di chuyển. Đây là một cái mình thấy rất là tiện dụng. Ok, rất là thoải mái. Để chúng ta tiếp tục đi xuống xem hàng ghế thứ ba này có cái gì đặc biệt không nhá. Để mình chỉnh lại xem đã ngồi thoải mái chưa để xuống cái vị trí hàng ghế thứ ba. Rồi, ok, xuống tới hàng ghế thứ ba. Xuống tới hàng ghế thứ ba thì chúng ta chỉ cần gập hàng ghế thứ hai xuống một cách dễ dàng và không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ok, xuống tới hàng ghế thứ ba rồi. Đây thì mình kéo cái phần tựa lưng của hàng ghế thứ hai lên. Đối với hàng ghế thứ ba này thì mình sẽ chỉnh lại phần ghế để cho ngồi ở mức hàng ghế trước mình thấy thoải mái nhất. Không gian của hàng ghế thứ ba sau khi mình chỉnh ghế ở hàng ghế thứ hai thì mình thấy rằng nó tương đối là chật chội đối với một người cao 1m7 và nặng gần 80 cân như mình. Khoảng trống ở phía trước đầu gối cũng như phía trên trần này khá là nhỏ. Tuy nhiên thì cái phần ngả lưng của hàng ghế thứ ba này mình thấy nó tương đối là thoải mái. Nó vẫn sẽ phù hợp cho chúng ta khi mà di chuyển đường dài, nhưng mà thực tế thì mình nghĩ rằng vị trí này sẽ dành cho những người có chiều cao khoảng tầm dưới 1m6 hoặc là trẻ em ngồi sẽ phù hợp hơn. Chân của chúng ta thì có thể lùa vào phía dưới của gầm hàng ghế thứ hai này. Cảm giác mình ngồi ở đây thì cũng rất là ok, không vấn đề gì cả. Trong khi đó thì các tiện ích ở hàng ghế thứ ba thì chúng ta sẽ có một khay để cốc ở đây một hộc để đồ và một cổng sạc dạng tẩu thuốc 12V ở đây, chỉ đơn giản vậy thôi. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp sẽ là một khối động cơ Smart Stream 1.5 lít cho ra công suất tối đa là 112 mã lực và mô men xoắn là 144 Nm. Và khối động cơ này thì sẽ kết hợp với cả hộp số IVT, thực tế là hộp số CVT do Hyundai phát triển, kết hợp với cả hệ dẫn động cầu trước. Để tổng kết lại video ngày hôm nay thì Hyundai Stargazer là một chiếc xe có thiết kế tương đối là lạ lẫm đối với nhiều người, và mình nghĩ rằng phải một khoảng thời gian nữa thì người ta mới có thể quen dần với thiết kế của mẫu xe này. Trong khi đó thì nội thất của Hyundai Stargazer lại mang tới rất là nhiều tiện ích và sự thoải mái phục vụ cho người sử dụng, phù hợp với một chiếc xe gia đình và chạy dịch vụ. Đặc biệt là Hyundai Stargazer còn được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai Smart Sense, một điểm cộng của mẫu xe này so với cả các đối thủ trong cùng phân khúc. Và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu với các bạn về chiếc Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp 7 chỗ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của xe đời sống.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.